thấy được gì qua những nỗi buồn của em. Cuộc đời vốn dĩ nó đã bất công, mệt mỏi quá nhiều ở trong cuộc sống. Tôi không dám mơ những điều viển vông, cuối cùng chỉ nhận lại là thất vọng. Xã hội không có chỗ để thở than, có phải là quy luật của thế gian? Cố gắng thật nhiều nhưng chỉ thất bại, tự nghĩ bản thân liệu có ngày mai.